thì nó liên quan đến cái sinh dược học. Mà sinh dược học là muốn tính nó thì người ta tính là sinh cả dục. Mà ba trong số đặc trưng của sinh cả dục là gì? C-mắc, T-mắc và AOC. Rồi thì bữa nay mình học hệ thống trị liệu mới. Mới ở chỗ nào? Như vậy là cái nhược điểm của những cái dạng mà mình học từ hôm nay. Nói chung nhược điểm của nó là gì? Nói chung nhược điểm của những cái dạng mà mình học từ hôm nay mùa thì thanh ra. Ví dụ mình làm cái móng tay này thì mình thoa không hết, cho nên mình phải uống cái thuốc gì? Nhược điểm của nó là gì? Mùa thì thanh ra chứ học chân. Chưa biết không? Nguyễn Trung Kiên. Các anh chị các bạn này là tôi điều đến là gì? Tức là tôi ví dụ là tôi đau móng tay, nhưng mà tôi thoa nó không có hết, cho nên tôi phải uống cái thuốc gì? Thì cái nhược điểm của nó là gì? Không được, cái nói từ chung chung và nói ra nên nhược điểm của tôi mà tôi uống thuốc gì đau móng tay đúng không? Tôi uống thuốc gì nhược điểm là gì? Điện cái gì?
kiểm soát sự phóng thích, có thể đi tìm hấp thu và nồng độ thuốc tại cái tinh độc, được chưa? Rồi có những cái dạng hệ thống trị liệu mới nào, nãy nó mới dạng hai dạng trị liệu, có hai hệ thống trị liệu mới là hệ thống phóng thích kéo dài và hệ thống đưa thuốc đến mục tiêu. Rồi mấy cái đó là sẽ điện đó, chắc anh là sẽ điện luôn. Hệ thống trị liệu mới là ưu điểm hơn so với hệ thống trị liệu truyền thống là gì? Thì vô kiểm soát phóng thích, hoặc là đặc điểm của hệ thống trị liệu mới là mình sẽ đi vô kiểm soát sự phóng thích, hấp thu nồng độ thuốc tại cái tinh thần độc. Có hai cái hệ thống trị liệu mới, một hệ thống phóng thích kéo dài, hai hệ thống đưa thuốc đến mục tiêu. Rồi tiếp theo, hệ thống đưa thuốc đến mục tiêu còn có mấy loại? Trả lời tiếp, phóng thích kéo dài thì nó chỉ có một, nhưng mà đưa thuốc đến mục tiêu nó có hai loại. Một loại là tiểu phân, tức là phân tử nhỏ mang xuống đến. Một loại là đại phân tử, tức là đại phân tử hoàn thành. Rồi hoàn tiếp, tức là sẽ điền tiếp đó. Có hai cái hệ thống đưa thuốc đến mục tiêu là hệ thống tiểu phân và hệ tiểu phân và hệ đại phân tử hòa tan. Đại phân tử hòa tan, tức là một đứa là tiểu là nhỏ, một đứa là lớn. Đại phân tử hòa tan, tức là chất mang có hai loại, một là chất mang là cái nhỏ, hai là chất mang là cái lớn, hiểu không? Rồi đó là nội dung chính bài ngày hôm nay các bạn nha. Nội dung chính của bài ngày hôm nay là hệ thống trị liệu mới. Cái câu chuyện nó bắt đầu là hệ thống trị liệu truyền thống nó có những cái nhược điểm gì, tức là nó gây ra những cái phản ứng phụ, những cái tác động mà mình không mong muốn. Như vậy là ưu điểm của hệ thống trị liệu mới là làm sao kiểm soát được sự phóng thích, sự hấp thu và đưa thuốc đúng cái nồng độ thuốc ngay cái tác động. Như vậy là có hai cái hệ thống trị liệu mới, cái đó điện nha. Điện vô là gì? Phóng thích kéo dài. Hệ thống phóng thích kéo dài và hệ thống đưa thuốc đến mục tiêu. Hệ thống đưa thuốc đến mục tiêu là có hai loại là gì? Là hệ thống tiểu phân. Hệ tiểu phân và đại phân tử hòa tan. Được chưa? Rồi, đó là nội dung chính của bài. Rồi bây giờ các chị các bạn mới đọc tiếp này. Bây giờ hệ thống phóng thích kéo dài là sao? Là kéo dài. Định nghĩa. Định nghĩa, cái đó là trắc nghiệm. Mình đọc qua thôi, rồi mình sẽ đọc cái câu trắc nghiệm. Nãy giờ đó là điện nghe. Rồi bây giờ đó trắc nghiệm là hệ thống phóng thích kéo dài. Giờ mình đọc đi. Sao là phóng thích kéo dài? Thì mình biết phóng thích kéo dài có nghĩa là nếu mà nó phóng thích ra dài đúng không? Thì nó kéo dài hoài luôn. Là một trạng thái, đúng không? Một trạng thái là nó phóng thích. Tức là nếu mà mình vẽ cái đường cong nha, vẽ cái đường làm cong nồng độ thuốc theo thời gian nha, này là thời gian nha, nồng độ nha. Thì phóng thích kéo dài có nghĩa là họ bắt đầu muốn thuốc vô là nó không, đúng không? Sau đó nó tăng lên từ từ vậy. Rồi cho nó dài như vậy luôn là một cái, đúng không? Tức là nó cứ kéo dài ngoài vậy luôn, nó giữ một cái nồng độ thuốc hoàn định, đúng không? Còn một trạng thái thứ hai nữa là cũng lên vậy, đúng không? Lên vậy, lên cao vậy nè, xuống xong nó lên tiếp, chúng lên xuống, chúng lên tiếp, nó cũng kéo dài, nhưng mà nó hết rồi nó tăng giảm, cũng chưa một cái hệ thống thứ hai, tức là từng đợt nó phóng thích hết rồi nó mới phóng thích tiếp, được chưa? Một là hệ thống nó cứ giữ nguyên nồng độ hoàn định, hai là nó phóng thích từng đợt, đúng không? Phóng thích tiếp vậy. Còn ba là người ta có thể đem đến là tiền dược, tức là nó không phải là một cái chất có tác dụng, nhưng mà vô trong cơ thể dưới sự biến đổi của những enzyme, của những cái phản ứng ở trong cơ thể, thì lúc đó cái chất đó nó sẽ cho ra hoạt chất có tác dụng. Rồi vậy các anh chị các bạn đọc đi. Phóng thích kéo dài, sao gọi là phóng thích kéo dài? Tức là định nghĩa của phóng thích kéo dài, nó là trắc nghiệm nha, đọc kỹ đi, để chúng ta trắc nghiệm. Phóng thích kéo dài gọi là kéo dài là sao? Là giảm hai lần số lần dùng thuốc. Thứ nhất á là phải giảm hai lần tần số dùng thuốc. Kéo dài để mục đích để làm gì? Để giảm cái tác dụng phụ, để nâng cái hiệu quả trị liệu, giảm cái độc tính, rồi kéo dài tác dụng, vân vân. Rồi các chị các bạn đọc lại đó, mình không học thuộc, đọc cho kỹ. Phóng thích kéo dài là sao? Định nghĩa thực sự của phóng thích kéo dài là làm sao mà kiểm soát cái sự phóng thích và giảm hai lần cái tần số, hai lần tần số dùng thuốc. Rồi đọc cái định nghĩa. Ưu điểm của phóng thích kéo dài có mấy loại hệ thống phóng thích kéo dài? Câu số 1 nha, định nghĩa phóng thích kéo dài. 2 là ưu điểm của hệ thống phóng thích kéo dài.
dài? Ba là có mấy loại phương thức kéo dài? Có mấy loại phương thức kéo dài? Bốn là cơ chế của hệ thống phương thức kéo dài. Cơ chế. Câu số 1 là định nghĩa, đọc chưa? Rồi. Định nghĩa phương thức kéo dài là giảm hai lần tần số dùng phố. Phổ điểm của nó từ là nâng cao hiệu quả trị liệu, giảm cái tác dụng phụ kéo dài, đúng không? Nâng cao hiệu quả trị liệu, giảm cái tác dụng phụ, giảm độc tính. Rồi. Có mấy hệ thống phương thức kéo dài? Có mấy loại? Hai. Tức thời với lại dùng chất từ từ. À, liên tục với gián đoạn. Hệ thống phân tích kéo dài liên tục, hệ thống phân tích kéo dài gián đoạn. Gián đoạn. Và muốn phân tích kéo dài thì nó phải có một cái lõi bên trong và một cái lớp bao bên ngoài, tức là cái lõi bên trong là phân tích tức thời, cái lớp bao là sẽ cho giải phóng từ từ. Rồi vậy là đầu tiên có mấy lõi phân tích kéo dài? Đó là hai loại, là một loại là phân tích liên tục, tức là giữ một cái đồng độ hành định, một cái loại là gián đoạn. Gián đoạn. Gián đoạn. Rồi một cái loại nữa là có phân tích có kiểm soát là tốc độ phản ứng bằng không. Rồi bây giờ các chị các bạn đọc cái mấy cái chữ tiếng Anh phân tích kéo dài đi. Mấy cái chữ tiếng Anh phân tích kéo dài. Thì mình có cái chữ kéo dài, chữ kéo dài nha, là tiếng Anh.
chữ rồi đâu hoặc là chữ đặt xe thì các anh chị các bạn học thuộc cái chữ này là sẽ có đâu đó nắm nghiệm, tức là những cái ký hiệu nào mà để mình biết là cái phương đó là phóng thức kéo dài thì trả lời là có những ký hiệu sau đây. Đầu tiên là chữ phóng thức kéo dài là chữ extended, thì mình có thể dùng cái chữ là prolong ha, thì mình có cái chữ đó là liberation là phóng thức, prolong phóng thức kéo dài thì chỉ là lb. SR tức là short tense release. Rồi L A liberation prolongation có tiếng Pháp. Rồi control release có thể là cái đó là phóng thức có kiểm soát nhưng mà mình xếp nó vào phóng thức kéo dài luôn. Cái chữ extended release hoặc là modify phóng thức biến đổi. Time phóng thức theo thời gian. Slow release phóng thức chậm. Hoặc là cái chữ khác là brevitas, devocast. Thì cũng là mấy cái chữ này là phải nhận dạng để mà biết là đây là tên gọi của cái hệ thống phóng thức kéo dài. Vậy là nhắc lại là phóng thức kéo dài cũng là tạo được tác dụng trị liệu và duy trì được hiệu lực trong khoảng thời gian dài, dài hơn so với dạng virus có cùng thời gian. Tạo phóng thức kéo dài là sao? Tức là nó tạo tác dụng trị liệu và nó duy trì cái thời gian đó dài hơn so với cái dạng virus dạng thường á. Cái này trong sách có, các chị các bạn có thể ghi cầm đọc qua, không thấy thì ghi đi. Tức là mấy cái chữ mình hay đọc á. Tức là mình hay đọc cái chữ modify và cái chữ control. Cái đó là phóng thức biến đổi, phóng thức có kiểm soát nhưng mà người ta xếp nó vào phóng thức kéo dài luôn. Để mình lưu ý cái đó. Rồi chưa có nghĩa qua nha. Rồi chưa, không có ghi nữa. Chưa. Con trả lời đi không? Rồi quá. Rồi. Thuốc được xem là phóng thức kéo dài khi làm giảm tối thiểu 2 lần tần số dùng thuốc. Học thuộc nha, là định nghĩa. Thải trừ lượng chất bị chuyển hóa thải trừ thì mình phải bù lại cho nó bằng.
Rồi cái này mình đọc qua thôi, tức là thành phần là mình sẽ biết là để người ta làm một cái hệ thống phân tích kéo dài là nó sẽ có một cái hệ thống phân tích tức thời và một cái hệ thống phân tích kéo dài. Rồi vậy thôi, khi đọc qua. Rồi cái này thiết kế hồi nãy cái trên bảng vẽ đó thì nó sẽ có ba cái loại người ta thiết kế, là một là thiết kế nhiều liệu bằng nhau, là nãy mình nhìn thấy đó, phân tích ở từng thời điểm. Hai là nó phân tích có kiểm soát có một tốc độ hàng định, và ba là phân tích có tốc độ chậm và kéo dài. Trên bảng mình không có cái chậm và kéo dài. Này mình ghi đây, tức là phóng tích kéo dài thì cái này nó trắc nghiệm, tức là hồi nãy mà cái phần mà điền á là nó có mấy loại, giống như hồi đầu cái bài ngày hôm nay là hệ thống trị liệu mới thì cái đặc điểm của nó là gì, là mình sẽ điền vô là cái chữ kiểm soát sự phóng tích, hấp thu, nồng độ thuốc tại cơ quan, tại cái bếp tác động, được chưa? Có hai loại hệ thống trị liệu mới là mình sẽ điền đó, người ta không có mấy loại mình điền vô hai thì mình trả lời hai loại là gì, là hệ thống phóng tích kéo dài và hệ thống lan thuốc hệ tiểu phân. Được chưa? Rồi cái hoạt động ta cho cái câu khác, hệ tiểu phân thì có hai loại, là loại gì đi vô? Là gì? Ủa, hệ thống cho thuốc đến mục tiêu, hệ thống cho thuốc đến mục tiêu thì có hai loại là hệ tiểu phân và đại phân tử hòa tan. Đại phân tử, đại phân tử hòa tan, tức là cái chất mang là đại phân tử. Mình kiểu không? Cho thuốc đến mục tiêu thì sẽ có hai đối tượng. Một là đứa nhỏ hơn đứa lớn, hai là đứa lớn tăng đứa nhỏ. Nhưng mà hệ tiểu phân là đứa nhỏ, mình xét thuốc ra thành đứa nhỏ để mang. Còn hệ đại phân tử hòa tan, tức là cái đại phân tử nó lớn, nó sẽ mang thuốc. Được chưa? Tức là có hai loại chất mang, sẽ có hai loại, một là chất mang là tiểu phân và hai là chất mang là đại phân tử. Thì đã cho nó đưa thuốc đến mục tiêu mà muốn đưa thì phải có một cái cứ mang đi để đưa. Thì một là đứa nhỏ là hệ tiểu phân, hai là đứa lớn là đại phân tử. Rồi thiết kế có ba loại, nhiều liều bằng nhau. Dùng để bằng nhau là nãy mình vẽ từ đầu đó, hoặc là phóng tích với một cái độ hàm lượng, và ba là phóng tích với tốc độ chậm như thế này. Rồi bây giờ cái này là trắc nghiệm nha, cho nên người ta hỏi là ở trong những cái dạng phóng tích kéo dài nào sau đây thì cái nồng độ thuốc sẽ máu trong máu sẽ có sự dao động, thì mình nhớ là cái đó là dạng nhiều liều, nhiều liều thì nồng độ dao động, phải không? Rồi bây giờ ta hỏi là dạng nào mà nồng độ thuốc được duy trì cái cố định luôn á, không có sự dao động, thì cái đó là phóng tích với tốc độ hoạt động. Rồi loại thứ ba là tốc độ chậm và kéo dài, và chắc được phóng tích với tốc độ chậm và kéo dài, có ba loại. Cái này đọc qua thôi, không cần đọc thuộc. Rồi cái này học thuộc, cái này có năm cái cơ chế đã mình nói đó, có năm cái cơ chế kiểm soát học thuộc nha. Tức là muốn phóng tích kéo dài thì người ta đã thiết kế có ba dạng và có năm cơ chế. Và cơ chế gì cũng đầy điện nha, và cơ chế bớt tá, cơ chế hòa tan, cơ chế thẩm thấu, cơ chế là trao đổi ion, và cơ chế cuối cùng là tiền dùng, tức là có năm loại học thuộc. Cái này học thuộc rồi, học thuộc tiếp nè. Ví dụ như có tá, người ta nói ở trong những dạng sau đây, dạng nào thì sẽ thuộc cái hệ thống có tá, thì mình phải học. Có tá có hai loại, kiểu bể chứa và kiểu phun sốc, học thuộc. Hòa tan thì có hai loại luôn, ngang hóa và phun hòa tan. Cái bể chứa là mình dễ vòng tròn, cái bể nha, tức là hòa tới tán thì có kiểu bể chứa và kiểu phun sơn, hòa tan thì có ngang hóa và phun hòa tan. Rồi bên đây tiếp, ta hỏi là bây giờ là hệ thống phóng tích kéo dài mà người ta phải sử dụng là hỗn hợp hiệu chất và chất điện giải, thì bạn hãy cho biết là cái cơ chế kiểm soát là cơ chế gì. Thì khi mình nghe nói hỗn hợp hiệu chất và chất điện giải thì cái cơ chế sẽ là dựa trên đó sức cảm thông. Bây giờ hệ thống đã trắc nghiệm nha, đã trắc nghiệm. Rồi thuốc được chứa trong túi riêng, tức là thẩm thấu nó sẽ có hai loại, một là thuốc mình trộn chung với cái chất điện giải, ví dụ như muối đó là thẩm thấu. Hai là nó để hai cái túi riêng, một cái thuốc và một cái túi chất điện giải. Cái này là đã trắc nghiệm, này là đã trắc nghiệm. Người ta sẽ hỏi là hãy cho biết là cái cơ chế này là thuộc cái kiểm soát nào, ví dụ như là thuốc nó sẽ phối hợp với chất điện giải thì cho ra cái cơ chế là phóng tích kéo dài là loại nào, thì đó là loại là hệ thống thẩm thấu. Rồi tiền dược, tiền dược là hỗn hợp dược chất, và tức là nó có thể trộn chung á, hỗn hợp
dược chất và một cái chất gì đó. Rồi. Tiền dược có tốt không? Thì tiền dược đó là tại sao nó là tiền dược như vậy, là tiền dược là nó sẽ bảo vệ dược chất của mình. Nó tránh những cái phản ứng hóa học xảy ra. Đúng không? Nó có thể thay đổi mùi vị, hạn chế cái sự bay hơi đúng không? Thì cho hỏi là hãy kể những cái ưu điểm của tiền dược. Thì mình kể ra ưu điểm của tiền dược giống như nãy là ưu điểm về trong hút thuốc kéo dài là gì? Là giảm số lần dùng thuốc, nâng cao hiệu quả trị liệu và tăng cái sự tuân thủ của bệnh nhân. Còn giờ ta hỏi ưu điểm của cái tiền dược là gì? Tiền dược là nó bảo vệ dược chất, tránh cái sự phân hủy, sự bay hơi, đúng không? Rồi nó hạn chế sự tinh kỵ hoặc là nó đưa thuốc đến cho các bạn tốt. Rồi bây giờ qua cái loại thứ hai được chưa? Giờ là các chị các bạn chỉ đọc tên cái này thôi, vậy có mấy điểm đọc lại nha. Là cái nội dung chính của bài ngày hôm nay là hệ thống trị liệu mới, thì các chị các bạn hãy cho biết đặc điểm của hệ thống trị liệu mới. Thì cái điều ta nói là đặc điểm của hệ thống trị liệu mới là mình sẽ điền cái gì, điền cái gì, tức là đặc điểm của hệ thống trị liệu mới là chấm kiểm soát sự phân hủy đi hậu, nghe chưa? Đừng giải đi, không có nghe được hồi nãy không? Có đọc không? Kiểm soát gì? Là nếu mà ngắn gọn thì các anh chị các bạn sẽ liền là cái việc kiểm soát sự phóng thích dược chất. Số có hai hệ thống trị liệu mới đúng không? Có mấy loại hệ thống trị liệu mới? Nguyễn Phước này, Nguyễn Phước chưa? Chưa không? Nguyễn Thị Hóa, trị liệu mới là hệ thống phóng thích kéo dài và hệ thống đưa thuốc đến mục tiêu. Có mấy hệ thống đưa thuốc đến mục tiêu? Hà Thị Thùy Diễm,
Vậy là mấy cái từ đánh dấu đây nè, mình sẽ có trắc nghiệm là những cái từ nào sau đây là dành cho hệ thống phân tích kéo dài. Cho nên là mình sẽ học cái gì đó, attended, sentence, pronoun, modified, time, release, đó cũng thôi. Học cái gì chứ? Rồi em qua cái phần thứ hai. Phần thứ hai là gì? Mà nãy là mình có học hệ thống phân tích kéo dài đúng không? Giờ qua phần thứ hai là gì? Được, hãy hỏi tôi cái mục tiêu. Thì chúng ta sẽ có hai loại. Khi mà mình nói đưa thuốc đến mục tiêu, tức là cái nào, lúc nào đưa? Chất mang. Thì ta gọi đó là chất mang. Chất mang sẽ là tiểu phân hoặc là chất mang là đại phân tử. Được chưa? Vậy đầu tiên là chất mang là tiểu phân. Tại sao phải dùng tiểu phân vậy? Vì người ta nghĩ là tiểu phân nhỏ thì nó có thể đen lõi vào một cái tế bào dễ hơn. Được chưa? Vậy người ta hỏi là có mấy cấp? Mấy cấp mà đưa thuốc đến? Đến cái tế bào. Đó là có 3 cấp. 3 cấp. Có 3 cấp. Cấp thứ nhất. Cấp thứ nhất là đưa đến mô. Ví dụ như mình vô tiêu vô tủy sống, mình nói cho tủy sống nó là mô cơ quan. Cấp thứ hai là đưa đến tế bào, tức là nó vô trong sữa nữa. Cấp thứ ba là đưa vào ngăn của tế bào. Có 3 cấp. Có 3 cấp đưa thuốc đến mục tiêu. Cấp 1. Cấp 1 là đưa đến mô cơ quan. Cấp 2 là đưa đến tế bào. Cấp 3 là đưa đến ngăn, tức là cái phần nhỏ của tế bào đó. Rồi, bây giờ có 3 cấp đưa theo hệ thống. Nhớ lại nha, hệ thống đưa thuốc đến mục tiêu. Mục tiêu gì? Vậy là trả lời là có 3 cái đối tượng mục tiêu. Một là mô cơ quan. Hai là tế bào. Ba là ngăn tiếp bắt. Rồi, cái phần nhỏ của tế bào. Trả lời nghe, có 3 cách đưa thuốc đến mục tiêu. Rồi, có 2 hệ thống đưa thuốc đến mục tiêu là hệ tiểu phân và hệ đại phân tử mà ta. Rồi, giờ đầu tiên mình nói tiểu phân thì cái câu chuyện là tiểu phân. Tiểu là nhỏ đúng không? Bao nhiêu là nhỏ? Thì các bạn trả lời, bỏ cao nguyên trả lời cho nó. Tức là mình nghe cái tiểu phân, nghĩa là tiểu là nhỏ, cao nguyên là nhỏ. Thường là người ta lấy hình cầu, hình cầu hay định nghĩa, hệ